Louis rất thích nuốt ngón tay. Ê, sao mình ngón tay hoài vậy? Nhưng cũng biết mắc cỡ khi bị nói tới. Mắc cỡ. Lúc nào Louis cũng nuốt. Đi shopping cũng nuốt. Đi thang máy cũng nuốt. Thức chơi cũng nuốt. Ngủ thì càng nuốt. Sao cười? Bạn lúc tay bạn quê bạn cười hả? À? Ai đây? Ai lúc tay đây? Mắc cỡ quá đi, ai lúc tay đây? Ai lúc tay đây? Chụp chụp chi? Mắc cỡ quá. Mẹ đang cố gắng làm cho bạn mắc cỡ để không nút nữa. Nhưng không thành công. Bạn vẫn tiếp tục nút kể cả khi đi vào lớp chị Hai. Lúc ngủ lại vẫn tiếp tục nút kịch liệt hơn nữa. Mẹ phải ra tay thôi, đây là thuốc cai nghiện nút tay. Thuốc làm từ thành phần thiên nhiên đến từ Nhật. Mình sẽ thử xem thế Louis, nào nha. Mẹ mở cho, không cần phải nôn nao mà. Rồi. Louis ơi, con ngồi xuống dưới. Oh my gosh. Tay nha. The other finger. Mặt anh rất ngố vì không biết ba đang cho mình cái gì nữa. Ba nhưng mà lần sau ít hơn. Mặt kia nữa. Chắc thuốc thì ít. Chắc có thể cái vị của nó hơi đắng đắng, cay sao thì. Ok, Louis. Cố lên. Louis. Mọi người quan sát thử phản ứng sau đây của em Louis nha. Đây là lần nút đầu tiên sau khi xức thuốc. What? Oops. Vẫn nút bình thường luôn kìa ba. Mặt em ấy đã biến sắc và em đã rất kiên cường tự chạy đi lấy bình nước uống. Tại vì nãy nút tay nãy con nói nè. Và uống liên tục. Đắng. Mẹ thấy thương quá, xót xa quá vì ba Huy nói là nó rất đắng. Dù ba Huy là người chuyên gia uống cà phê không đường nhưng vẫn thấy đắng kinh khủng. Em không hiểu chuyện gì xảy ra mà em liền chụp cái ly nước để em uống nước. Không la hét luôn, thương chưa? Mẹ nghĩ nếu là em bé khác thì chắc đã và khóc rồi. Uống liên tục luôn, sao uống nước dữ vậy? Sao con uống nước dữ vậy? Vậy đó hả? Con nghĩ là ít bị đắng nhiều nên là. Những ngày sau đó em rất bức bối, bực bội. Jenny ơi, cho mẹ ly nước. Ok. Cái ly hả? Ừ. Cho em ít. Trời ơi, Nhi ơi. Ít nè. Lúc này em buồn ngủ quá nên em mặc kệ đắng luôn.
Có vẻ như em đã quen với vị đắng ban đầu, tại vì nút hết cái phần thuốc mà mình xoa lên thì sẽ hết đắng. Xin luôn. Bây giờ thì Louis đã biết mẹ định làm gì rồi. Rồi. Thấy không? Đừng có ngậm tay nữa nha. Ngậm tay là mẹ sức nữa đó nha. Nha. Đau chưa? Nhớ là không có ngậm tay nữa nha. Em tiếp tục bức bối. Nè, cho nè. Kể từ ngày hôm đó, em Louis chấp luôn vị đắng. Mẹ My quyết tâm phải thử lại lần nữa. Vì cái hại của nút tay thì ai cũng biết. Thứ nhất là đưa vi khuẩn vào người. Thứ hai là cái tay của Louis hiện giờ vừa chai vừa đỏ lên hết. Thứ ba là khi sau này em mọc răng thì răng cũng sẽ mọc không đúng vị trí. Trước sau gì thì cũng phải cai nghiện sớm sẽ tốt và dễ dàng hơn cho Louis. Đó, thấy chưa? Thấy ghê ghê không? Bây giờ cái ngón tay mình ghê lắm á, đừng có nút nha. Thương quá à. Cái tay không có tốt cho răng của mình đâu. Thương quá à. Đắng không? Ghê không? Vậy đừng nút tay nữa nha. Bây giờ mà nút là ghê lắm á. Nha. Vẫn không nhất định không trả lời. Và thật đáng kinh ngạc, lần này em ấy đã làm được. Mọi người xem nè. Mẹ đang cố gắng lấy tay để vào miệng, nhưng em ấy lại giật ra. Nhưng mẹ nghĩ không phải nhờ thuốc đâu mọi người ạ. À. Nhờ tổ tiên ông bà trời đất giúp đỡ Louis đó. Thật, mẹ thấy rất là kỳ diệu. Tự nhiên em ấy bỏ, có những lúc cũng thèm, đặt tay lên tới môi thì chực nhớ và lấy ra, chứ không phải nhờ thuốc. Thành công rồi mọi người ạ. À. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chứng kiến cho giây phút tuyệt vời này của Louis. Chúc mừng Louis 20 tháng tuổi đã cai nghiện nút tay thành công. Ai mà yêu quá thì con phải trả lời là con. Đó. Đúng rồi, con. Ồ. Tao không có bình thường. Ai mà yêu quá.